Chuyện đạo chuyện đời. Ngày 29 tháng 1 Thánh Gida. Ngày 30 tháng 1 Thánh Batidi. Chuyện đạo chuyện đời. Ngày 29 tháng 1 Thánh Gida. Ngày 30 tháng 1 Thánh Batidi. Ngày 29 tháng 1 Thánh Gida. Vị thánh này được sinh ra vào khoảng năm 500 tại nước Anh. Lúc còn trẻ, Gida đã bắt đầu thực tập lối sống hy sinh vị tha. Ngài làm điều này nhằm giúp bản thân sống kết hợp mật thiết hơn với Thiên Chúa. Gida rất nghiêm túc thực hiện những lời cam kết của mình. Ngài cảm thấy phải có trách nhiệm cầu nguyện và hy sinh cho các tội nhân sống trong thời đại của Ngài. Gida viết những bài giảng thúc giục người ta bỏ đàng tội lỗi. Ngài hối thúc họ hãy từ bỏ đời sống xấu xa. Vì lòng ao ước điều thiện quá mãnh liệt, cho nên những bài viết của Gida đôi lúc có vẻ như quá khe khắt. Thật ra, Gida chẳng có ý lên án ai, mà chỉ van xin người ta trở về với Thiên Chúa mà thôi. Thánh Gida là người có tinh thần tu đức, sống đời ẩn khuất. Gida chọn lối sống thinh lặng và cầu nguyện, vì Ngài muốn trốn thoát khỏi thế giới ồn ào náo nhiệt. Gida chọn cách sống ấy vì nó giúp Ngài dễ dàng kết hợp mật thiết hơn với Thiên Chúa. Ngài nhận thức được những điều sai trái, không phù hợp với đạo đức ở trong xã hội hơn những người bình thường. Đáng tiếc thay, nhiều người đã không nhận biết đủ về Thiên Chúa và những quy luật của Gida. Thậm chí họ không nhận ra tội lỗi đang hủy hoại tâm hồn của họ. Đó là lý do nhiều người trong giáo hội, các linh mục, giám mục và giáo dân đã đến xin Gida chỉ dạy về những vấn đề thiêng liêng. Về cuối đời, Gida sống ẩn khuất trên một đảo nhỏ ở nước Anh. Các môn đệ của Gida cũng theo Ngài đến đó, dù Ngài muốn được ở riêng một mình để dọn tâm hồn về với Chúa. Gida đã ân cần tiếp đón họ như một dấu chỉ Thiên Chúa muốn Ngài chia sẻ những ân phúc thiêng liêng cho các linh hồn. Thưa anh chị em và các bạn, Thánh Gida mà chúng ta vừa mới nghe, giống như lương tâm của xã hội, đôi khi chúng ta không thích nghe nói về những điều xấu, nhưng điều xấu lại hiện diện thật sự. Đôi khi chúng ta cũng bị cám dỗ làm điều xấu hoặc sống chảnh mảng thờ ơ. Những lúc như thế, thưa anh chị em và các bạn, hãy đơn sơ cầu nguyện cùng Thánh Gida. Này xin Ngài ban cho chúng ta nghị lực để dám thực hiện những điều lành. Và mỗi người anh chị em tông đồ lòng thương xót Chúa ngày hôm nay, hãy bắt chước gương Thánh Gida, cảm thấy mình có trách nhiệm cầu nguyện và hy sinh cho các tội nhân. Đức Giêsu nói với thánh nữ Faustina, lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất là lời cầu nguyện cho các tội nhân được ơn hoán cải. Vì thế mà Chúa đã trao cho Faustina và cho chúng ta ngày hôm nay những phương thế
để cầu nguyện. Đó là chuỗi kinh lòng thương xót. Đó là tuần cửu nhật kinh lòng thương xót. Để cầu nguyện cho những tội nhân được ơn hoán cải. Vì Chúa khao khát, mong muốn là những con người ấy đón nhận lòng thương xót của Chúa để được cứu độ. Chúa không muốn những người ấy bị trầm luân, bị hư mất. Và ngày hôm nay, trong xã hội ngày hôm nay, thưa anh chị em, chúng ta thấy biết bao nhiêu gương mù, gương xấu, biết bao nhiêu tội lỗi, biết bao nhiêu người đang lao vào vực thẳm, chạy theo tiền của danh vọng, chức tước, địa vị, làm những điều sai quấy, trái lương tâm, trái luật Chúa. Ai là những người kêu gọi họ đấy? Ai là những người giúp họ đấy? Vì họ thấy đi vào con đường đó có nhiều tiền, nhiều của, danh vọng, chức tước, địa vị, ngon ăn quá mà. Đường thanh thang. Mà Chúa nói với Faustina là con đường thanh thang ấy thì lao xuống vực thẳm mà rất nhiều người đi. Trong khi đó cái con đường gồ ghề đá sỏi thì ít người đi. Và những người đi thì lết, thì bò, ráng mà đi. Nhưng mà cuối con đường ấy là cửa thiên đàng rộng mở. Xin cho mỗi người ý thức được ta có liên đới với nhau, nhất là những tội nhân. Mình có trách nhiệm dâng những lời cầu nguyện và những hy sinh, xin cho những người đang sống trong tội lỗi, đang sống ở trong bóng tối, vòng kiềm tỏa của ma quỷ, của sự dữ, bỏ xưng tội, bỏ đi lễ, bỏ tham dự thánh lễ Chúa Nhật, rồi dính vào những tệ nạn xã hội. Xin cho họ được ơn hoán cải, quay trở về với lòng thương xót Chúa. Ngày 30 tháng 1, Thánh Batidi. Câu chuyện bắt đầu vào khoảng năm 630. Một cô bé công giáo người Anh rất hoảng hốt, lo sợ, không thể tưởng tượng được tương lai của mình sẽ ra sao. Điều cô biết được là cô đã bị bắt cóc và hiện đang ở trên một chiếc tàu của bọn cướp biển. Cô đang đi đâu? Đi về đâu? Chuyện gì sẽ xảy ra? Cô có thể hỏi ai được? Sau cùng thì tàu cập bến và cô bé nghe người ta nói là họ đang ở trên đất Pháp. Người ta đã nhanh chóng bán cô bé Batidi như một nô lệ cho một ông quản đốc lâu đài của vua Clovis. Phần còn lại của câu chuyện thật giống hệt như câu chuyện thần tiên. Nhưng câu chuyện thần tiên này lại là câu chuyện có thật. Cô bé lặng lẽ để ý nghe những điều người ta cắt nghĩa cho cô. Ngày qua ngày, cô đã làm hết công việc này đến công việc nọ như là một người nô lệ, nhưng cô làm một cách rất tốt đẹp. Cô có tính e thẹn và dịu dàng đến nỗi ngay cả vua Clovis cũng bắt đầu để ý đến cô. Vua càng chú ý quan sát thì càng bị gây ấn tượng. Cô gái này sẽ là một người vợ đảm đang tuyệt vời, thậm chí sẽ là vợ của vua được chăng? Và năm 649, Clovis, vị vua, đã kết hôn với Batidi, người nô lệ. Thật lạ lùng, cô bé mới ngày nào là một nô lệ mà nay đã trở thành bà hoàng rồi. Họ có tất cả với nhau 3 người con trai. Rồi vua Clovis qua đời khi đứa con lớn nhất mới được 5 tuổi. Vì thế mà Batidi, người nô lệ ấy, bây giờ đã đứng ra cai trị nước Pháp cho tới khi các con của ngài khôn lớn. Dường như người ta đã hoàn toàn ngạc nhiên trước tài lãnh đạo khôn khéo của Batidi. Ngài nhớ rất rõ về quãng đời nghèo khó của mình, những ngày bị bán làm nô lệ, một thứ nô lệ rẻ tiền. Batidi muốn mọi người biết rằng họ thật quý giá chừng nào đối với Thiên Chúa. Với lòng yêu mến Chúa Giêsu và giáo hội, Batidi đã dùng địa vị của mình để giúp đỡ giáo hội hết sức có thể. Ngài không yêu sách hay tự hào gì về điều đó. Hơn nữa, Batidi quan tâm săn sóc những người nghèo khổ. Batidi cũng bảo vệ cho người dân thoát khỏi cảnh bị bắt giữ hoặc bị xử tệ như những nô lệ.
Patidi cho xây nhiều bệnh viện trên đất Pháp. Ngài cũng thiết lập một chủng viện để đào tạo các linh mục và một tu viện dành cho các nữ tu. Sau cùng, chính Hoàng hậu Patidi cũng ẩn mình vào trong tu viện. Khi làm nữ tu, Patidi đã bỏ qua một bên địa vị hoàng tộc của mình. Patidi cố gắng trở nên một nữ tu thật khiêm tốn và vâng phục. Ngài không bao giờ đòi hỏi điều gì và cũng chẳng trông mong người khác phục vụ mình. Patidi rất dịu dàng và tử tế với những người đau ốm. Khi yếu bệnh, Patidi đã can đảm chịu đựng trong suốt quãng thời gian dài cho tới khi qua đời vào ngày 30 tháng Giêng năm 680. Thưa anh chị em và các bạn, câu chuyện của Patidi cho ta thấy quyền năng lòng thương xót Chúa. Chúa thương xót và Chúa có quyền để làm tất cả mọi sự mà đối với con người là không thể được. Chúa thương xót Patidi cho nên từ một người nô lệ mà Chúa nâng lên địa vị làm hoàng hậu. Rồi làm hoàng hậu khi mà vua qua đời, ba đứa con còn nhỏ, hoàng hậu ấy lên như là một vị vua để cai trị đất nước. Từ một người nô lệ lên làm hoàng hậu và như là một vị vua. Rồi lại từ một địa vị cao như thế, Chúa lại dùng trở thành một tu sĩ bình thường. Lúc nào Patidi cũng luôn sống một đời khiêm tốn và phục vụ, dù lúc làm nô lệ, dù khi làm hoàng hậu hay khi là một nữ tu bình thường. Ước mong mỗi người chúng ta trong những hoàn cảnh bế tắc nhất, cùng cực nhất, như là bị bắt cóc, bị bán làm nô lệ của Patidi, ta vẫn giữ lòng tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, vì tin rằng mọi sự xảy đến không ngoài thánh ý Chúa, vì tin rằng đối với Chúa mọi sự đều có thể. Chúa có thể biến sự dữ trở thành sự lành. Nếu không bị bán làm nô lệ, làm sao Patidi có thể trở thành, có cơ hội mà quen với vua, biết vua để vua cưới làm hoàng hậu? Mà nếu làm hoàng hậu mà cao sang, cao trọng như thế, Patidi không có lòng khiêm tốn, không có tinh thần phục vụ, làm sao mà cai trị đất nước được? Mà dẫu đang ở trên địa vị đỉnh cao như thế, vẫn có thể bỏ hết tất cả để đi vào sống đời sống của một nữ tu bình thường, vâng phục những người mà ngày xưa là dưới quyền của mình. Xin cho mỗi người chúng ta luôn tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, để dẫu có gì xảy ra, dù có khó khăn thử thách thế nào đi chăng nữa, ta vẫn tin rằng tất cả đều là biểu lộ quyền năng lòng thương xót Chúa trên cuộc đời của ta. Amen. Theo Chúa từng bước xa xưa, con theo mẹ khi nắng hay mưa. Suốt một đời mẹ sống tin yêu, suốt một đời con sống tin yêu.